Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Nhắc đến những mẫu xe chơi hiệu năng cao với thiết kế thể thao, BMW Z4 2021 chắc chắn là cái tên đầu bảng được người tiêu dùng yêu thích. Thế hệ hoàn toàn mới của BMW Z4 có lần đầu trình diện công chúng quốc tế vào tháng 8 năm 2018 với thiết kế thay đổi hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, ADN thể thao vẫn chảy trong huyết quản của BMW Z4 2021. Tại Việt Nam, số lượng xe BMW Z4 về nước hiện tại vẫn đang đếm trên đầu ngón tay và thuộc phiên bản M41. Trong khi đó, BMW Z4 SDNIV30 2021 mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn là phiên bản đầu tiên về nước dưới dạng nhập khẩu tư nhân, một sự lựa chọn hấp dẫn dành cho những người yêu thích xe thể thao. Bước sang thế hệ mới, BMW Z4 2021 được phát triển dựa trên khung gầm của mẫu xe thể thao đến từ Nhật Bản là Toyota Supra. Hãng xe Đức cũng cho biết, chiếc xe mui trần hai chỗ của họ sử dụng hệ thống gầm bệ mới là CLR giúp khả năng vận hành tối ưu hơn nhờ vật liệu nhẹ hơn 50kg so với thế hệ cũ. BMW Z4 thế hệ đầu tiên có phong cách thể thao. Thế hệ thứ hai lại đề cao sự thoải mái, thực dụng. Thế hệ mới này là sự kết hợp cả hai điều đó. Giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm của BMW, ông Andreas Ederer cho biết, nét đặc trưng về thiết kế vẫn được BMW bảo lưu trên các dòng sản phẩm của mình và Z4 không phải ngoại lệ. Theo đó, mẫu xe thể thao này sở hữu lưới tản nhiệt hình quả thận quen thuộc nhưng đã được cải tiến đáng kể so với đời cũ dạng 3D sử dụng chất liệu chrome. Cụm đèn pha với công nghệ LED thích ứng là điểm nhấn ở phần đầu xe mang đến khả năng chiếu sáng tốt hơn cho Z4 thế hệ thứ 3. Nhìn xuống bên dưới, những đường cắt vát khí động học được BMW khéo léo lồng ghép ở cản trước giúp mẫu xe thể thao này gia tăng tính thẩm mỹ và khả năng vận hành. Không khó để nhận ra, BMW Z4 2021 được trang bị hốc gió cỡ lớn, 4 cảm biến phía trước, nhưng tiếc rằng camera 360 độ chưa xuất hiện trên mẫu xe thể thao này. Ở góc nhìn bên thân xe, đội ngũ đánh giá xe BMW Z4 2020 ấn tượng với thiết kế thể thao nhờ việc chỉ có hai cửa nhường kích thước tổng thể cho phần mui xe kéo dài và thấp dần. BMW Z4 SDRIV30i 2021 được khoác lên mình gói thể thao MSPOST và nó hiện diện ngay ở la răng với màu sơn đen bóng cùng kích thước 19 inch kết hợp bộ lốp Michelin 255/35:19. Đặc biệt, ở khu vực thân xe BMW Z4 còn xuất hiện khe gió khí động học giúp chiếc xe giảm độ cản gió khi vận hành ở giải tốc độ cao. Gương chiếu hậu trên BMW Z4 SDRIV30i 2021 có tích hợp đèn xi nhan, tính năng chỉnh điện, tự động gậy, xây gương và cảnh báo điểm mù đều được trang bị đầy đủ. Tay nắm của Z4 đồng màu với thân xe và tích hợp tính năng mở khóa thông minh. So với thế hệ thứ 2, BMW Z4 2021 đã mềm mại hơn nhưng nét thiết kế thể thao vẫn không quên hiện diện ở khu vực này. Đặc trưng của xe thể thao là khe hút gió hai bên và chiếc xe mui trần, hai chỗ này cũng được trang bị. Hơn nữa, cánh gió gắn cố định cũng là trang bị đáng giá trên BMW Z4 SDRIV30i 2021. Mặc dù vậy, BMW Z4 All New lại có thiết kế đèn hậu tương đối đơn giản với công nghệ LED. Ngoài ra, xe còn được trang bị ống xả hai bên, cảm biến camera lùi xuất hiện đầy đủ trên chiếc xe thể thao hiệu năng cao này. Không gian nội thất của BMW Z4 đời mới chịu ảnh hưởng nhiều từ dòng sản phẩm 8 Series với thiết kế tập trung vào người lái. Chất liệu sử dụng ở khu vực táp lô trung tâm xe BMW Z4 SDRIV30i 2021 chủ yếu là da cao cấp thể hiện chất sang của xe. Màn hình giải trí đặt nổi là thiết kế quen thuộc của nhiều dòng xe do BMW sản xuất trong thời gian gần đây. BMW Z4 SDRIV30i sử dụng vô lăng mờ, sport với chất liệu bọc da kết hợp. Nhôm sáng màu tạo điểm nhấn cho khu vực điều khiển dành riêng cho tài xế. Ngoài những phím bấm điều chỉnh cơ bản, BMW Z4 còn được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng rất quen thuộc với những dòng xe thể thao. Phía sau, cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn là trang bị tương tự nhiều mẫu xe của BMW hiện nay với giao diện có thể tùy chỉnh màu sắc và tích hợp chế độ bản đồ dẫn đường. Ghế ngồi mang phong cách xe đua đã được BMW trang bị cho Z4 đời mới với thiết kế ôm sát cơ thể đặc trưng. Phần ghế này được bọc lớp da bò ấn tượng cho cảm giác mềm mại rất nịnh người ngồi. Đặc biệt, cả hai vị trí đều được trang bị phần đỡ đùi và tính năng chỉnh điện đa hướng, nhớ hai vị trí người lái. Hệ thống giải trí của BMW Z4 SDRIV30i 2021 sẽ dựa trên màn hình giải trí kích thước 10,25 inch đặt nổi với khả năng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đầu ra của chiếc xe này là hệ thống 12 loa Harman Kardon cao cấp với công suất 408W. Bên cạnh đó,
BMW Z4 phiên bản Drive 30i còn có khá nhiều tiện nghi khác như điều hòa hai vùng độc lập có lọc khí nano, đèn pha thích ứng, sạc điện thoại không dây, gương chống chói tự động, phanh tay điện tử, chế độ đóng mở mui, nhớ ghế lái. Các tính năng an toàn trên BMW Z4 2021 gồm hệ thống hỗ trợ phanh ABS, BA, hệ thống bảo vệ chống lật, giám sát điểm mù, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước sau, cảnh báo trệch làn đường, cảnh báo va chạm cắt ngang phía sau, túi khí dành cho người lái và hành khách bên cạnh. Dưới nắp capo, BMW Z4 Drive 30i 2021 sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0 lít cho công suất tối đa 255 mã lực và mô men xoắn 400 nanomet. Mẫu xe này được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sao. BMW Z4 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 5,4 giây cùng 3 chế độ lái là Comfort, Sport và Eco Pro. Nhìn chung, BMW Z4 2021 là chiếc xe hấp dẫn nhưng vẫn mang dòng máu thể thao. Tuy nhiên, ở phân khúc xe thể thao hai cửa mui trần, BMW Z4 không phải là chiếc xe phù hợp với nhiều người. Cùng với đó là mức giá để sở hữu chiếc xe nhập khẩu tư nhân này với giá hơn 3 tỷ đồng. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Thank you.